Đây là chiếc xe Toyota Veloz phiên bản eCVT của chúng ta. Và chiếc Veloz này của chúng ta thì sẽ có mức giá cụ thể dành cho tháng 9 của năm 2023 này như thế nào. Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng em Vinh tiến vào với mức giá và không thể thiếu được như là những cái trang bị ở trên mẫu xe Toyota Veloz của năm 2023. Chúng ta sẽ có những trang bị hấp dẫn gì ở trên chiếc xe này. Thì trong video ngày hôm nay em Vinh sẽ giải đáp chi tiết về những trang bị ở trên xe và không thể thiếu được, đó chính là chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn dành cho tháng 9 này, dành cho mẫu xe Toyota Veloz nha. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh thì đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một nút đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh Xe Hơi Tính nha. Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Hơi Tính của em Vinh. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy được toàn bộ phần đầu xe được thiết kế rất là đẹp mắt và nhìn vẫn rất là hiện đại cho chiếc Veloz này. Đặc biệt hệ thống đèn chiếu sáng phía trước của chúng ta thì sẽ được trang bị với hoàn toàn là bóng LED luôn, và sẽ có một cái đèn xi nhan dạng LED chạy ở phía dưới đây. Nó khiến cho chiếc xe của chúng ta hấp dẫn hơn khi chúng ta nhìn tổng quan về cái phần đầu xe. Và đặc biệt thì chúng ta sẽ được trang bị với một cụm đèn full LED ở phía trước đây, cường độ ánh sáng rất là cao nha quý chị nha. Và tiến dần xuống phía dưới, chúng ta sẽ có được một cái đèn sương mù. Đèn sương mù của chúng ta thì sẽ được trang bị với bóng đèn halogen cho ra ánh sáng màu vàng, bổ trợ thêm cho bóng đèn LED ở phía trên của chúng ta. Và sẽ có một cái than trang trí hình chữ T mạ chrome khiến chiếc xe của chúng ta nó hấp dẫn hơn khi chúng ta nhìn tổng quan về cái phần đầu xe. Mặt lưới tăng nhiệt thì được thiết kế dạng kim cương và khiến cho chiếc xe của chúng ta nó hấp dẫn và nó nổi bật hơn khi chúng ta nhìn từ phần đầu xe. Một thanh trang trí mạ chrome ở trên phần mũi xe khiến cho chiếc xe của chúng ta nó càng thêm bắt mắt khi chúng ta nhìn tổng quan về cái phần đầu xe. Và khi chúng ta nhìn vào chiếc Veloz này, chúng ta sẽ thấy được ngay một cái sự hiện đại và trau chuốt rất là nhiều cho một mẫu xe MPV 7 chỗ của nhà Toyota. Khi chúng ta muốn mua một chiếc xe 7 chỗ sở hữu cho gia đình chủ của chúng ta thì Veloz này sẽ là một lựa chọn rất là xứng đáng để chúng ta có thể cân nhắc trước khi xuống tiền mua một chiếc xe nha. Đó là về tổng quan về phần đầu xe. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng di chuyển ra cái phần hông xe. Hông xe thì ở trên phiên bản eCVT này, chúng ta sẽ được trang bị một bộ mâm đúc phay xước với kích thước là 16 inch nha quý chị nha, cho bộ mâm này. Đó, về thông số vỏ cụ thể thì chúng ta sẽ được trang bị vỏ 195/60 và R16 dành cho bộ vỏ của mẫu xe Toyota Veloz này. Mâm đúc phay xước cực kỳ đẹp, thắng đĩa 4 bánh giúp chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe này dễ dàng hơn. Những cái đường dập nổi kép ở trên phần hông xe này khiến cho chiếc xe chúng ta cứng cáp hơn. Và những thanh mạ chrome ở trên phần khung cửa sẽ giúp cho chiếc Veloz của chúng ta nổi bật hơn khi chúng ta nhìn từ cái phần hông xe. Gương chiếu hậu thì đặt xuống phía dưới đây. Đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái góc nhìn tốt hơn ở ngay cái chữ A này khi điều khiển mẫu xe Toyota Veloz này. Gương chiếu hậu thì cũng rất nhiều tính năng, tích hợp đèn rẽ dạng LED trên gương, chỉnh điện gập điện tự động, cảnh báo đêm mù trên gương, đầy đủ hết nha quý vị nha. Tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe, có nút tích hợp nút mở cửa thông minh trên tay nắm cửa. Giá nóc thể thao đều được trang bị trên chiếc Veloz này. Đó, tổng quan phần hông xe rất là đẹp, bề thế. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng di chuyển dần ra cái phần đuôi xe để trải nghiệm chi tiết hơn về cái chiếc Veloz này. Thì ở cái phần đuôi xe chúng ta sẽ thấy được điều đầu tiên, đó chính là một cái dải LED rất là dài ở cái cụm đèn ở phía sau, kéo xuyên suốt từ phần hông xe và đến logo và kéo sang bên đây. Nó tạo cho chúng ta một cái điểm nhấn rõ nét hơn, và đây là nhận diện đặc biệt của mẫu xe Toyota Veloz. Phía dưới chúng ta sẽ có chữ Veloz dập nổi mạ chrome, tạo điểm nhấn rất là rõ nét cho chiếc Veloz riêng của chúng ta. An toàn phía sau sẽ được trang bị bao gồm hai cảm biến và một camera lùi để chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe này. Phía trên thì chúng ta vẫn sẽ có anten dạng vây cá mập này, sấy kính sau để báo phanh dạng LED trên cao, trang bị đầy đủ hết cho cái chiếc Veloz này. Và với khối động cơ là 1.5 lít thì chiếc Veloz của chúng ta chỉ tiêu hao hết đâu đó đối với được kết hợp là 6 lít thôi. Trong đô thị thì tầm khoảng 7,4 lít và ngoài đô thị thì chiếc xe này chỉ tiêu hao hết đâu đó tầm khoảng 5,2 lít để vận hành chiếc xe Veloz này thôi. Khá là tiết kiệm nha. Về phần cốp xe của Veloz thì cũng được trang bị rất là rộng. Cốp xe phía trong đây, 2-3 vali chúng ta để đây thoải mái nha. Một chiếc MPV cỡ nhỏ của nhà Toyota mà có cái cốp xe như vậy là rộng rồi đó. Phía dưới thì chúng ta sẽ có những cái hộc để đồ, để bộ dụng cụ đồ kéo xe rồi con đội, tất cả mọi thứ đều được đặt ở phía dưới đây. Đó, rất là rộng rãi và thoải mái nha. Ở trong có đèn thì chúng ta lấy đồ ban đêm cách dễ dàng hơn. Rồi và chúng ta sẽ cùng đóng cái phần nội thất này lại, đóng cái phần cốp xe này lại. Và di chuyển vào phần nội thất của chiếc Veloz này nha. Về phần nội thất Veloz thì chúng ta sẽ được trang bị với tông màu nội thất là kem kết hợp với màu đen ở phía trong đây. Đó, tông màu rất là đẹp, nhìn rất là sáng xe nha. Trên tabi này, quý vị thể quan sát được này, màu kem này, đó, kết hợp với màu đen. Đó, tay nắm cửa mạ chrome này. Lên xuống kính thì chúng ta sẽ làm một chạm chống cửa tài. Đó, chỉnh kính điện, gập kính điện, đầy đủ hết nha. Em Vinh sẽ tiến vào phần nội thất để cùng trải nghiệm với anh chị. Thì đầu tiên khi chúng ta ngồi vào cái phần nội thất thì chúng ta sẽ thấy được một cái sự rộng rãi ở trên cái chiếc Veloz này. Ghế thì là ghế da phan nỉ cho quý chị nha, chỉnh cơ 6 hướng giúp chúng ta có tư thế ngồi tuyệt vời nhất. Đó, vô lăng thì chúng ta sẽ được trang bị vô lăng bọc da. Đó, tích hợp rất là nhiều nút bấm cho vô lăng, tăng giảm âm lượng đàm thoại rắn tay trên đây. Và cùng với đó là điều khiển cái màn hình đa thông tin. Phía bên đây chúng ta sẽ có nút drive ở đây này. Đó, cái nút này thì chúng ta sẽ điều chỉnh được
ba chế độ chạy của chúng ta bao gồm Eco, Normal và Power ở trên mẫu xe Toyota Veloz phiên bản eCVT này. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước thì là auto. Về cái màn hình phía trước mặt người lái của chiếc Veloz này thì được trang bị hoàn toàn là kỹ thuật số hết nha quý chị nha. Màn hình kỹ thuật số hoàn toàn. Thì rất là đầy đủ những cái thông tin gửi tới người lái trên đây, giúp chúng ta dễ dàng nắm bắt và di chuyển chiếc xe này hơn ở trên mẫu xe Toyota Veloz này. Đó, báo rất là chi tiết cho chúng ta về những cái hệ thống bên trên xe. Về hệ thống giải trí thì sẽ được trang bị một cái màn hình 9 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết nối Bluetooth, USB đầy đủ hết nha quý chị nha. Màn hình lớn giúp chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe dễ dàng hơn rất là nhiều trên màn hình này. Tiếng dần xuống phía dưới chúng ta sẽ được trang bị một cái điều hòa tự động, thao tác hoàn toàn nút bấm, nút để start stop và hộp số DCVT, phanh thay điện tử và auto hold, sạc không dây, trang bị rất là đầy đủ nha. Tìm mod của chiếc xe này. Đó. Ở phía bên phụ này chúng ta thấy được tắp bi làm rất là đẹp châu chuốt. Đó, hệ thống giải trí thì 6 loa. Đó, bộ ghế thì làm kiểu rất là đẹp, da phanh nỉ kết hợp màu đen và màu kem, cực kỳ đẹp nha quý chị nha. Và đó là về tổng quan về cái phần nội thất của cái chiếc xe Toyota Veloz của chúng ta. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng em Vinh di chuyển ra cái hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba để tiếp tục trải nghiệm về cái chiếc Veloz này. Thì em Vinh sẽ tiến vào đầu tiên, đó chính là cái hàng ghế thứ hai. Thì ở cái hàng ghế thứ hai này thì quý chị có thể quan sát được cái tư thế ngồi của em Vinh rất là rộng rãi và thoải mái. Đó, chúng ta ngồi rất là thích thú ở trên cái chiếc Veloz này. Đó, dư phần phía trước rất là nhiều. Đó, chúng ta có thể tiến tới để tăng thêm diện tích cho cái hàng ghế thứ hai. Ở phía sau thì tiện nghi được trang bị rất là đủ cửa gió này, hai jack sạc USB 2.1A, khay để ly nước. Và ở trên ghế này em quay sát lại đây. Em quay sát lại đây. Đó, quý chị có thể thấy ở trên ghế chúng ta có rất là nhiều những cái táp bi để chúng ta để đồ ở phía sau lưng ghế đây, được làm rất là chi tiết nha quý chị nha. Để được rất là nhiều đồ ở đây. Đó, báo chí rồi là ly nước rồi là chai nước. Đó, ngoài những cái vị trí ở trên tắp bi cổ ra. Đó, rất là nhiều vị trí chúng ta để đồ. Rồi. Thao tác để đi lên cái hàng ghế thứ ba thì cũng rất là đơn giản nha quý chị nha. Chỉ với một chạm thôi. Đó là chúng ta sẽ bước được lên cái hàng ghế thứ ba. Và em Vinh cũng sẽ đi lên và trải nghiệm cái hàng ghế thứ ba này cho quý chị luôn. Rồi. Đây là cái hàng ghế thứ ba. Chúng ta ngồi rất là thoải mái nha quý chị nha. Chiều cao của em Vinh là 1m67. Đó, tựa đầu chúng ta để điều chỉnh được. Rồi, độ ngã thì chúng ta sử dụng cái sợi dây ở phía sau này. Đó, chúng ta sẽ có một cái sợi dây kéo lên và ngã xuống. Đó, hiện tại hàng ghế thứ hai này em Vinh đang đẩy full về phía sau luôn nha. Nghĩa là đẩy hết cỡ về phía sau luôn. Đó, chúng ta với chiều cao 1m6 mấy của em Vinh ngồi rất là thoải mái. Rất là thoải mái nha. Phần trần vẫn còn dư. Đó, ngồi tư thế ngồi rất là thoải mái luôn. À, đối với một người mà chiều cao tầm khoảng 1m7 á thì ngồi có lẽ là hơi chật nha quý chị nha. Trên 1m7 là ngồi hơi chật. Nó còn với em Vinh thì ngồi này là vừa. Nó ngồi này là vừa. Bởi vì cái hàng ghế này không bao giờ chúng ta đẩy full về phía sau mà để dư nhiều như hồi nãy em Vinh ngồi ở hàng ghế thứ hai. Đó, chúng ta sẽ đẩy lên phía trước một chút để tăng thêm cái diện tích cho cái người sử dụng ở hàng ghế thứ ba. Đó, chứ không bao giờ mà đẩy hết về phía sau này. Mà đẩy hết về phía sau như này mà em Vinh còn ngồi như vậy thì cũng không phải là quá chật nha quý chị nha. Đó, nên nhiều khách hàng lên hỏi em Vinh là cái mẫu xe này có nhỏ không. Thực sự nó không nhỏ đâu, bởi vì nó được tối ưu cái khoang nội thất ở phía bên trong rất là nhiều, nên cái hàng ghế thứ ba của nó ngồi cũng rất là thoải mái như quý vị nha. Và đó là về tổng quan về chiếc xe Toyota Veloz phiên bản eCVT. Đó, màu bạc ánh tím rất là đẹp, đang có mặt tại showroom Toyota Tân Tạo của chúng ta. Và chiếc xe này của chúng ta thì sẽ có mức giá cụ thể dành cho tháng 9 là bao nhiêu, thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng em Vinh tiến vào đối với mức giá của chiếc xe Toyota Veloz phiên bản eCVT màu bạc ánh tím rất là đẹp này nha. À, thì đối với mức giá niêm yết do nhà máy Toyota Việt Nam công bố dành cho chiếc xe này, chúng ta sẽ có mức giá niêm yết là 658 triệu đồng. Nếu như lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì chiếc xe này chúng ta sẽ có mức giá lăn bánh chưa bao gồm chương trình khuyến mãi là 716 triệu đồng. Tại các tỉnh lân cận như là Đồng Nai, Bình Dương, Long An thì đâu đó 698 triệu là chúng ta sẽ nhận được chiếc Veloz phiên bản eCVT này về nhà rồi. Và hiện tại thì chương trình khuyến mãi đang được giảm giá 20 triệu đồng dành cho mẫu xe Toyota Veloz phiên bản eCVT này khi khách hàng mua xe tại lý Toyota Tân Tạo. Vậy thì ở Sài Gòn chỉ còn lại là 696 triệu là có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Còn tại các tỉnh lân cận thì đâu đó tầm khoảng 678 triệu là chúng ta sẽ sở hữu được chiếc xe Toyota Veloz phiên bản eCVT này về nhà rồi. Chưa dừng tại đó, khi khách hàng liên hệ trực tiếp vào hotline kênh xe uy tín sẽ nhận được những phần quà rất là đặc biệt, trang bị thêm những món phụ kiện như là phim cách nhiệt, lót sàn, camera hành trình và rất là nhiều chương trình hậu mãi về bảo dưỡng khi khách hàng mua xe tại đại lý Toyota Tân Tạo. Và để biết thông tin chính xác nhất về chương trình khuyến mãi cuối cùng và cái thời điểm mà quý chị mua xe nó sẽ là bao nhiêu, thì quý chị đừng ngần ngại gì, nhấc ngay điện thoại lên và gọi cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878 78 để nhận được cái báo giá cạnh tranh nhất, cùng với đó là những phần quà hấp dẫn nhất dành cho tháng 9 của năm 2023 này khi mua xe tại đại lý Toyota Tân Tạo nha.
Và dành những khách hàng nào mà muốn đến trực tiếp showroom để coi xe, lái thử trải nghiệm xe, hoặc là kiểm tra chi tiết hơn, hoặc là trải nghiệm thực tế về cái mẫu xe Toyota Veloz phiên bản eCVT này, thì hãy tới tại Toyota Tân Tạo, nằm tọa lạc tại số 1135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để xem xe, lái thử trải nghiệm xe và đưa ra cái phương án mua xe sao cho phù hợp nhất với nhu cầu chúng ta nha. Và dành những khách hàng nào mà đang quan tâm về chương trình trả góp của mẫu xe Toyota Veloz này, muốn mua xe dưới hình thức trả góp, thì hiện tại đối với mức lãi suất dành cho những khách hàng nào có thể chứng minh được thu nhập đó chỉ từ 0.63% một tháng thôi. Nếu mà không chứng minh được thu nhập luôn á, hoặc là chứng minh thu nhập ở mức thấp, thì mức lãi suất chỉ nhỉnh hơn một chút xíu thôi nha quý vị nha. Để biết thông tin chính xác nhất hồ sơ chúng ta cần những giấy tờ gì này đó, trả góp hàng tháng là bao nhiêu, và cùng với đó là thời gian giao xe, và chúng ta phải mất thời gian bao lâu để làm thủ tục giấy tờ, thì quý chị đừng ngần ngại gì, liên hệ trực tiếp vào hotline phía trên màn hình để được tư vấn chi tiết nhất, hoặc kết bạn Zalo để được em Vinh tư vấn nha. Hẹn lại quý chị trong những video tiếp theo, và đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một nút đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh CV Tính nha. Em xin cảm ơn.